chuyện như vậy hả? Gì? Sao tôi không biết gì hết vậy? Giọng nói đó gọi đích danh con Lệ. Vậy có khi chỉ có con Lệ mới nghe được thôi. Mà thiệt ra tối qua mưa cho nên ngủ ngon. Nếu có gọi thì tụi mình cũng không có nghe đâu. Mà quan trọng là cuộc trò chuyện kìa. Đúng đó. Sao ổng có thể nói giấc ngủ là tầm thường được? Tôi nghe tới đoạn đó là tôi thấy không mượt rồi. Tôi tính nói chuyện quan trọng hơn là tại sao nửa đêm lại có một giọng nói kỳ lạ vang lên kìa. Mấy bà chắc không quan tâm đâu ha. Ủa, thằng Nam Chính đâu? Nó vẫn đang ngủ. Sao nó ngủ nhiều vậy? Có lẽ nào chết rồi? Nó mà chết thì tụi mình cũng chết rồi còn gì. Sao ngủ mà cũng nhăn nhó nữa. Nó mơ thấy gì mà tự nhiên điểm thiện cảm bị trừ hết 5 điểm cơ. Phải thật, số điểm nó màu đỏ luôn kìa. Nhưng mà không lo, tình tiết tiếp theo sẽ gỡ lại được số điểm đó thôi. Sau khi trọ vài ngày ở trong nhà của bà bầu kia, nam nữ chính xuống núi. Rồi có mấy người đàn ông thấy nữ chính xinh đẹp cho nên giở trò dê xồm. Sau đó nam chính dù bị mù nhưng vẫn kịp thời giúp nữ chính giải vây. Ảo nữa. Tên đàn ông biến thái đó là con của quan huyện, xem thường nam chính. Hắn là hét đòi cha của mình giam nam chính vào ngục. Thì chính vào lúc này, đội tinh binh của nam chính sau mấy chục ngày méo thay đầu, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện. Vãi chưởng. Xong, nam chính và nữ chính được đám tinh binh này đón về cùng. Vậy thì liên quan gì tới điểm thiện cảm tăng? Khúc này nữ chính đâu có làm gì cho nam chính thấy điểm tốt đẹp của mình. Đôi khi con người ta có thiện cảm với người khác không hoàn toàn vì đối phương tốt đẹp, mà bởi vì thông qua đối phương mình có cảm giác ưu việt hơn. Đó cũng là một loại thiện cảm. Quý khách có vẻ am hiểu tâm lý nhân vật quá. Mày nói chuyện có thừa quá không? Tao là biên kịch mà. Không phải biên kịch hay tác giả nào cũng hiểu rõ tâm lý con người đâu ạ. Như tác giả của cái truyện này nè, viết cái gì cũng như khùng. Vậy thì giờ phải vác thằng này lên ngựa rồi tải nó xuống núi cho vô tình tiết đúng không? Ý, khoan đã. Ê, hệ thống, có phải bên mày cái gì cũng quy đổi được đúng không? Không phải cái gì cũng có đâu ạ. Quý khách muốn đổi thứ gì ạ? Có đổi điểm thiện cảm để tua nhanh thời gian đi được không? Có thể, nhưng hệ thống khuyến khích quý khách không nên lạm dụng nó. Và lại, một lần tua nhanh thời gian phải đổi bằng 500 điểm. Quý khách nên nhớ, hiện giờ quý khách đang nợ 75 điểm. Vậy thì không đổi kiểu đó được rồi. Ê, vậy nếu tụi tao bán đồ để đổi lấy điểm thiện cảm thì sao? Quý khách muốn đổi thì cũng được thôi. Nhưng thật lòng mà nói, quý khách không có gì đủ quý giá để đổi được cả. Thực sự là không có gì à? Xét những vật quý khách mang theo từ thế giới của mình, không đủ để đổi gì hữu dụng cả. Quả trứng kia thì sao? Quý khách xin chờ một chút để hệ thống đánh giá vật phẩm này. Quả trứng đó có thể đổi được 560 điểm thiện cảm. Cái gì? Thật sự đổi được nhiều vậy hả? Chính xác. Quý khách có muốn đổi không? Vậy thì đổi. Không được. Số điểm đổi được quá cao, chứng tỏ quả trứng đó có giá trị rất lớn. Đừng đổi nó vì những việc mà mình có thể tự làm được. Vậy là phải tự đem nam chính xuống núi hả? Khoan đã. Có lọ thuốc chú thần y cho nè. Không biết có được không? Ủa, bà không giữ lại làm kỷ niệm hả? Thôi, tôi nhớ tới ổng là được rồi. Vật phẩm thuốc chữa chứng ôn hàn của thần y vô danh đổi được 50 điểm thiện cảm. 50 điểm thì đổi được cái gì? Đổi được một chén cơm trắng, di chuyển địa điểm 500m, một chậu cây bằng đất nung, 5 phút đi mưa không bị ướt. Sao bán thì bắt mà mua vô rẻ quá vậy? Gian thương. Ê, mặc dù có nhiều cái vô dụng, nhưng mà cái di chuyển 500 mét được á. Bà chỉ muốn nhanh chóng xuống núi thôi chứ gì. Nên nếu không tu nhanh tình tiết được thì mình có thể di chuyển địa điểm mà. Ê, hệ thống, đi từ đây xuống chân núi bao nhiêu mét? Vẫn còn một cách khác mà quý khách có thể dễ dàng di chuyển hay tu nhanh thời gian. Đó là liên kết với tiểu thuyết khác, mở ra thế giới tu tiên. Thôi, mấy cái đó phức tạp lắm. Cứ cho bọn tôi đổi điểm rồi di chuyển 500 mét xuống chân núi đi. Lỡ đâu 500 mét chưa tới chân núi thì sao? Thì cũng gần tới, được mét nào hay mét đó. Ê, rồi lỡ 500 mét đó là địa điểm nào đó nguy hiểm thì sao? Lo gì?
Trong tiểu thuyết không có đề cập tới bất cứ địa điểm nguy hiểm nào trong hành trình từ đây xuống chân núi của nam nữ chính hết á. Khỏi lo đi. Bắt đầu dịch chuyển 500m. Dịch chuyển thành công. Bắt đầu dịch chuyển 500m. Dịch chuyển thành công. Chà, mấy bà có biết sao không? Tự nhiên tôi nhớ ra trong truyện có đề cập đến một trại thổ phỉ ở giữa núi. Sao bây giờ mới nhớ ra? Sao bà toàn vậy không gì mà? À Mẫn ơi bà Mẫn, mấy cái tình tiết đó mà giữ lại là bà cút vậy gì mà sao toàn tới phút cuối mới nói ra không vậy? Mỗi lần bà nói đừng lo, không sao đâu, tin tôi đi, là tôi nghe có mùi liền. Chuyện xui rủi chứ tôi muốn bà ơi, mà làm sao nhớ được? Trong chuyện chỉ có nói mỗi một câu, dạo này sơn tặc hoành hành, các người xuống núi nhớ cẩn thận. Thậm chí nó còn không được đưa vào tình tiết nữa mà làm sao nhớ được. Cái chuyện đó cũng phải nhớ chứ. Sao bà nói bà anti cái gì bà cũng nhớ mà. Cô nói vậy hồi nào? Bà có phải ghi âm không? Có video không? Các người làm cái gì vậy? Đủ rồi đó. Tự nhiên một cái chối mà. Chờ chút, sắp xong rồi. Đại ca, tụi nó không có hành lý gì hết. Chắc thuộc loại nghèo sát nghèo sơ rồi, không có gì để cướp đâu. Chưa lục soát mà sao ngươi biết chúng nó không có gì để cướp? Đại ca nó nói đúng rồi đó. Ơi trong đám kia thì thứ quý giá nhất chính là cái thằng đang nằm trên lưng ngựa kìa. Hắn ta chính là hoàng tử. Sao ngươi biết? Dạ, tụi em xin tự giới thiệu. Em tên Mẫn, bên phải em là bạn Thanh Trúc, bên trái em là bạn Mỹ Lệ, đằng sau em là bạn Nguyễn Anh. À, không cần giới thiệu tôi đâu. Còn bọn ta là băng cướp núi Mộc Nguy. Ta là đầu lĩnh, tên là Nguyệt Nga. Hân hạnh. Giao hết của cải ra đây. Xin lỗi, nhà nghèo không có của nã gì. Nhà nghèo sao ngươi mập vậy? Tôi bị phù nề, không phải mập. Không giao tiền ra thì để mạng lại. Đại ca đừng nóng vội. Ai đại ca của ngươi? Được rồi, vậy thì đại tỷ. Không giấu gì đại tỷ, tụi em chỉ là dân đen thôi. Còn cái tên dắt dẻo trên lưng ngựa kia mới là hoàng tử thứ thiệt đó. Hả? Cái gì? Đại tỷ muốn bắt hắn làm con tin để đòi tiền chuộc từ hoàng gia và thả bọn em đi ư? Hảo kế hoạch, đại tỷ thật là biết nhìn xa trông rộng. Cái gì? Đại tỷ còn muốn trói hắn lại để hắn khỏi chạy trốn. Hợp lý. Ủa, sao nó nói chuyện một mình vậy? Sao nó cứ gọi đại ca mình là đại tỷ vậy trời? Đại tỷ định đòi tiền chuộc bao nhiêu? Tầm mấy mẫu đất, mấy hòm châu báu hồn. Vậy ý ngươi là cái tên bị bất tỉnh nằm dắt trên lưng ngựa, quần áo thì bẩn thỉu, lại không có một tùy tùng nào đi theo kia, là một hoàng tử? Đúng rồi đó. Sao ông không tin mình ta? Tin mới lạ đó má. Nhưng tôi nói thiệt mà. Con ngựa này nhìn nó còn đắt tiền hơn cả thằng này nữa luôn á. Bắt nó đem đi bán đi. Ủa, sao tôi cứ cảm giác thấy mình quên quên gì á? Có gì thì nói ra đi, đừng có giấu nữa, năn nỉ mà đó. Đừng có dựa vô vai nó, Nguyên Anh. Coi chừng dính vía của nó đó. Ui, tôi nhớ ra rồi. Con ngựa này rất ghét bị vây quanh. Nhớ ra sao con đi, tôi lại bà đó. Gì? Tôi mới nghe Nam Chính bị ngựa dẫm hả? Đúng rồi, có khi mình sắp được về nhà rồi á. Khoan đã, nhìn kìa, nó bò dậy kìa. Thằng Nam Chính còn sống. Vậy là ngựa không dẫm trốn nó hả? Ai tường thuật trực tiếp cho tôi nghe đi, tôi không thấy gì hết à. Tôi cũng không thấy rõ, tôi mới vừa mở mắt ra là thấy tụi nó chạy tùm lum tán loạn. Mau tránh đường cho ta tên kia. Sao tự nhiên ớn lạnh vậy nè? Có mấy đoạn mà Nam Chính nhìn mấy nhân vật phụ cặn bã thì tác giả miêu tả là cái nhìn lạnh thấu tâm can như âm ti địa phủ tới bắt người. Đối thủ sẽ không ngừng lạnh rung mà vô thức lùi lại, cơ thể bất giác rung lên, thanh kiếm trên tay sẽ tự nhiên rơi xuống đất. Wow. Vậy đỡ tiền điện mở mới lạnh quật máy rồi. Đừng có tổ lai nữa Nguyễn Anh. Mà nói vậy thôi, nhưng nếu Nam Chính không đánh ai thì đâu có gì để xem nữa. Cho nên vẫn có một vài người không biết sợ lao lên tìm cái chết.
giống như vị huynh đài kia kìa. Oh, wow, Nam Chính đỉnh vậy. À, vụ gì vậy? Sao tụi nó wow wow? Có người đâm lén Nam Chính, bị nó dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại. Gì? Nam Chính lợi hại vậy? Ờ, lợi hại đó. Điểm thiện cảm đang âm. Nếu mình nó quay qua đây xử tụi mình, chắc chết hết, khỏi chơi game luôn quá. Chuyện gì nữa vậy? Lúc này Nam Chính đánh bại mấy đứa sơn tặc rồi. Ê ê ê, khoan đã, cởi trói cho bọn tôi rồi hả? Trời. Bọn nô tỳ hạ đẳng, các ngươi muốn giao ta cho sơn tặc à? Ta sẽ phân thay các ngươi ném cho chó ăn. Ê, trong nguyên tác nội công của Nam Chính thâm hậu lắm á, chưởng cái bầy người luôn. Nói cái gì có ít hơn vào đây. Nam Chính nói sẽ đánh bọn mình ra bả rồi nhét cho chó ăn. Tôi nghe rồi. Hệ thống, mày đâu rồi? Trời má, hệ thống bảo trì rồi, gọi mãi không trả lời. Trời đất ơi, đi bảo trì cũng không báo trước là làm sao? Ê, chạy sau lưng anh kìa. Hảo công phu, người tên gì? Ta muốn đấu với người một trận. Trời, tôi đánh lạc hướng nên la đại như vậy mà sau lưng có người thiệt. Tôi nghĩ kèo này con mẫn to mồm nên chết trước, sau đó tới con Trúc. Có khi nó không thấy bà nên bà sẽ là đứa duy nhất sống sót. Bà Lệ ơi bà Lệ, vui lên đi bà nè. Hạ Dân, lên đi Hạ Dân huynh đài. Năm ngoái chú tôi đánh một ông bằng nhậu kế bên tới què luôn vì ông cười đẻo chú tôi đó. Ê, mà thực lực ông đó làm sao vậy? Cần nổi Nam Chính không? Cửa nào bà ơi. Chưa kể đại tỷ của tôi thậm chí còn là nhân vật phụ tới mức không được nhắc tới nữa kìa. Đó, thấy chưa? Xong rồi. Đi đi, ta cho phép các ngươi chạy đó. Sao tự nhiên ông tử tế vậy ta? Mà thôi kệ, chạy cái đã. Không được. Đứng lại, không đứa nào được phép chạy hết. Ủa, tại sao? Trong một cuộc đi săn, con mồi phải chạy thì cuộc săn mới bắt đầu. Tụi mình mà chạy là sẽ bị xiên ngay lập tức. Hắn vốn không định tha cho bọn mình. Cũng hiểu biết đó. Vậy thì ta sẽ bẻ chân mọi tim người trước tiên. Khoan đã, ngài không muốn nghe gì sao chúng tôi lại làm như vậy hả? Vì các ngươi muốn trở thành phu nhân của ta. Nhưng tại sao? Còn giả dờ giả dịch à? Các ngươi muốn làm thiếp của ta nhưng tự biết bản thân không xứng nên đã cấu kết với sơn tặc nhằm chiếm đoạt thân xác ta. Không phải đâu. Lý do thật sự chúng tôi làm như vậy là gì? Lý do là gì má? Tôi bị nó làm cho bay mất não rồi. Khi chúng tôi tìm được ngài, ngài đã bị trúng một loại độc hiếm, cần phải thường xuyên điều trị. Lão già của chúng tôi đang điều trị cho ngài thì không may qua đời. Nhưng lão già đã dạy cho chúng tôi cách trị tiếp cho ngài. Lão già còn nói, trong sơn trại của bọn sơn tặc này có một liều thuốc quý hiếm để chữa cho ngài. Cho nên chúng tôi mới tìm cách xâm nhập vào sơn trại để lấy được vị thuốc đó cho ngài. Thực ra đó là ý tưởng của tiểu thư chúng tôi. Cô ấy luôn nghĩ cho ngài. Gì nữa má? Tôi đâu? Đúng rồi, là ý của tôi đó. Ngươi sợ chủ nhân chết đi thì không còn ai giúp ngươi trả thù nữa đúng không? Cái gì? Dĩ nhiên là không. Tôi làm người hầu của ông hồi nào hả? Cái thằng quan tổn kia. Thì ra ngươi vẫn luôn mơ tưởng đến vị trí bên cạnh ta. Cái thằng ta đi không?